Đã có vị khách hàng điện về cho Huấn Audio nói có nơi bán dòng Bow Hồng Kông 301 CZ3 giá chỉ có 1,4 triệu một đôi. Thì em có trả lời bác đó, nếu mà bác mua được 1,4 triệu một đôi thì bác bê ngay đến cho bên em giả các bác 1,6 triệu luôn và ngay. Thì không phải bây giờ bên em mới nghe cái lời các bác kêu nó Bow Hồng Kông bên em là đắt. Đã có bác mua 1,4 triệu một đôi, sau đó lại phải bán rẻ, bán cái giá rất rẻ cho một người khác và đến bên em mua Bow Hồng Kông. Mà cái thời anh ấy mua bên em nó lên tới hơn 3 triệu cơ, chứ không có cái giá như hiện tại là 2,6 triệu. Để nhận biết cái loa Bow Hồng Kông như các bác đang theo dõi đây như thế nào, em sẽ chỉ ra 5 điểm để anh em mình xem. Một cái điểm rất dễ dàng nhận dạng ra đó là cái vân gỗ. Nếu là Bow Hồng Kông thì cái vân gỗ nó phải là gỗ lạng nó dán lên. Còn là Bow 1,4 triệu thì nó là cái giấy dán anh em nhá, dạng dán đề can xe máy ấy, họ dán lên đây. Đó là điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai mình nhận biết đó là cái dây đồng để kết nối giữa phân tần ra hệ thống bát tép ở đây. Đó là dây đồng một lõi anh em nhá, là dây đồng một lõi. Anh em nhìn là bình thường anh em đến các nơi mua, anh em nhìn điểm phát hiện ở đây này là điểm quấn của nó. Quấn anh em thì đồng một lõi. Và cái thứ hai, cái thứ ba đó là hệ thống bát tép phân tần. Bát Bow Hồng Kông anh em nhìn thấy đây, lòng nó phải xanh, gân nó phải xịn sò như này, gân nó cũng phải hơi xanh xanh giống màng như này. Và cái anh em chưa cần yêu cầu mở ra nhá, anh em nhìn thấy cái cả cái đít kia tép này nó phải là màu rêu hay gọi là màu xanh bộ đội. Đó là cái điểm thứ ba. Và cái điểm thứ tư, khi anh em mình mà nếu được mở trong thùng ra thì hệ thống ở trong thùng nó phải có bóng tụ và trở. Bóng phải là bóng đèn của Bow bên trong anh em, bóng đèn của Bow Hồng Kông. Và cái điểm thứ năm là Bow Hồng Kông thì nó phải là có hộp như này. Nó phải có hai lớp hộp. Anh em nhá, nó phải có hai lớp hộp. Đó. Nó phải có hai lớp hộp, đây một lớp này, lớp ngoài này và bên trong một lớp nữa. Đó. Anh em thì quay máy quay anh em mình xem. Nó phải có hai lớp hộp. Đó. Nó phải có hai lớp hộp như này. Đây một lớp này. Tiếp tục một lớp nữa này. Đó. Nếu như cái lớp hộp này mà nó có do vận chuyển mà nó có thể nó người ta nó bị nó rách thì người ta xé nát đi không nói. Khi mở thùng ra bên trong nó phải có xốp chặn anh em nhá. Nó phải có xốp chặn. Bow Hồng Kông là phải có xốp chặn. Còn cái Bow thì nó có một cái dây đai Bow như này. Thì bình thường bên em về là sẽ bóc ra để kiểm tra. Bóc ra để kiểm tra nên nó rách anh em thấy ạ. Đây, bóc ra để kiểm tra xem quá trình vận chuyển từ bên Hồng Kông Trung Quốc về nó có làm sao với đôi loa không, để mình trước khi giao khách nó phải là cái tốt nhất. Và về giá thành Bow Hồng Kông thì bên em bán ra giá bán tại cửa hàng là 2,6 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc là 2,8 triệu. Anh em quan tâm đến dòng Bow Hồng Kông này, điện thoại trực tiếp cho bên em qua số máy 0904 61 23 23. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này.